Dạ, đây cũng lần đầu tiên em được trao cơ hội lên U23. Nó niềm vinh dự lớn của em ạ. Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ. Dạ, được lên em mà được lúc được gọi thì câu lạc bộ cũng tạo điều kiện cho em lên và cũng hy vọng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đội tuyển. Dạ, lần đầu tiên em làm việc với thầy thì lối chơi của thầy thì cũng khác với lối chơi của thầy Dũng, kiểm soát bóng bật tường nhiều nên sẽ hòa nhập được với đội ạ. À, sáng thì cũng là buổi tập đầu tiên của em và chủ yếu là cũng kiểm soát bóng ạ, và chuyền bóng nhiều ạ, nên là cũng bắt đầu thích nghi với đội ạ. Dạ, đó niềm nếu mà được ở lại để tham dự giải Đông Nam Á thì đó là niềm vinh dự của em ạ, vinh dự lớn của em mà em cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ ạ.